Chào bạn, mình là Ngọc Hoa, là người quản lý siêu thị Hàn Quốc Cora 24 giờ. Với 8 năm kinh nghiệm cung cấp các sản phẩm Hàn Quốc về thị trường Việt Nam, Cora 24 giờ luôn luôn chọn ra những sản phẩm chất lượng nhất từ những nhà cung cấp uy tín nhất để đem tới tay người tiêu dùng Việt Nam nhằm đảm bảo bảo vệ cũng như cải thiện sức khỏe của bạn hay chính người thân trong gia đình bạn. Và hôm nay thì Ngọc Hoa xin giới thiệu với các bạn một dòng sản phẩm vô cùng hữu ích cho bố mẹ ông bà cũng như là những người thân yêu trong gia đình chúng ta Đấy chính là Cao Linh Chi Đông Trùng Hạ Thảo Các bạn có thể nhìn thấy đây chính là hộp sản phẩm của chúng ta Trong mỗi một hộp to này thì sẽ gồm có 5 hộp nhỏ như thế này ạ à. Mỗi một lọ sẽ là 50 gram và cao linh chi đông trùng hạ thảo thì có tác dụng gì đối với sức khỏe của chúng ta thì Ngọc Hoa sẽ giới thiệu với các bạn luôn. Khi chúng ta sử dụng cao linh chi đông trùng hạ thảo, đặc biệt là đối với người già yếu, người ốm hay người mới phẫu thuật thì nó sẽ giúp chúng ta phục hồi cơ thể nhanh hơn. Bởi ngoài cái thành phần um, đông trùng hạ thảo có rất nhiều các khoáng chất cũng như là có tới 17 loại axit amin thiết yếu cho cơ thể theo đông y ngày xưa thì trong nấm linh chi có vị đắng nên là sẽ giúp chúng ta bồi bổ sức khỏe này giúp tiêu độc này và an thần nên là khi chúng ta sử dụng cao linh chi đông trùng hạ thảo thì sẽ giúp chúng ta phục hồi cơ thể một cách nhanh hơn đặc biệt là đối với những ai đang có những lá gan rất là yếu Không chỉ có đàn ông bởi những cuộc bia rượu mà kể cả những chị em phụ nữ đều cũng có những có một số người đều có lá gan yếu thì khi chúng ta sử dụng cao linh chi đông trùng hạ thảo nó sẽ giúp cho chúng ta tăng cường chức năng gan giúp giải gan giải độc tốt hơn và làm mát gan nên là giảm các vấn đề về mụn nhọt mẩn ngứa bề đay và ngoài ra thì nó còn giúp chúng ta điều trị chứng viêm gan siêu vi ạ vâng không chỉ thế mà đối với chị em phụ nữ thì khi chúng ta sử dụng cao linh chi đông trùng hạ thảo còn giúp cho chúng ta làm đẹp hiệu quả hơn sản phẩm giúp chúng ta chống béo phì và làm đen mượt tóc nhờ cái hàm lượng đông trùng hạ thảo rất cao ở trong cao linh chi đông trùng hạ thảo và ngoài ra thì nó cũng làm giảm cái tình trạng mụn trứng cá. Thường thì chị em phụ nữ khi cứ đến kỳ thì sẽ thường hay bị nổi mụn trứng cá hoặc là thay đổi thời tiết hay đơn giản chỉ là chúng ta thức khuya quá nhiều thì mặt chúng ta sẽ hay nổi mụn trứng cá. Vậy thì khi chúng ta sử dụng cao linh chi đông trùng hạ thảo nhờ chức năng tăng cường chức năng gan thì chúng ta sẽ giảm được tình trạng mụn trứng cá đi rất nhiều. Và đây cũng chính là một sản phẩm chống lão hóa hiệu quả mà chúng ta không cần phải tốn tiền đi phẫu thuật thẩm mỹ hay tác động bất cứ một um, dụng cụ nào đến gương mặt của chúng ta để giúp kéo dài tuổi thanh xuân mà các bạn chỉ cần uống cao linh chi đông trùng hạ thảo hàng ngày và mỗi buổi sáng thôi là chúng ta sẽ có một làn da sáng đẹp vì nó còn ngoài việc chống lão hóa giúp làm đẹp da chống béo phì thì nó cũng giúp chúng ta trị nám và sạm da nữa Đặc biệt là đối với những các bác lớn tuổi thường xuyên bị mất ngủ cũng như là có nguy cơ mắc bệnh tim mạch rất là lớn thì khi chúng ta sử dụng cao linh chi đông trùng hạ thảo Potion hàng ngày nó sẽ giúp chúng ta điều hòa huyết áp, ổn định nhịp tim trong cơ thể nên là giảm thiểu tối đa các nguy cơ mắc về bệnh tim mạch như là huyết áp cao, như là sơ vữa động mạch vành, tai biến và đột quỵ. Vâng, một chức năng mà không thể không nói đến ở Đồng trùng hạ thảo đấy chính là nó giúp cho chúng ta bổ thận tráng dương Đối với các anh nam giới tăng cường chức năng sinh lý của các anh Còn đối với phụ nữ trong giai đoạn tiền mãn kinh thì nó sẽ làm giảm các triệu chứng của tiền mãn kinh Như bốc hỏa, rụng tóc, sạm da Và nó điều hòa cơ thể, điều hòa nội tiết tố cho chúng ta Tăng cường chức năng sinh lý cho cả nam và nữ giới đấy là toàn bộ các công dụng của cao linh chi đông trùng hạ thảo Potheon mà Ngọc Hoa vừa mới giới thiệu cho các bạn. Vậy thì làm thế nào để sử dụng cao linh chi đông trùng hạ thảo Potheon một cách hợp lý nhất thì Ngọc Hoa sẽ hướng dẫn với các bạn ngay sau đây. Vâng các bạn, các bạn có thể nhìn thấy đây chính là hộp cao linh chi đông trùng hạ thảo Potheon ở mặt ngoài của hộp sẽ được bọc bằng một chiếc túi ni lông và chúng ta sẽ cùng bóc cái túi ni lông này ra nhé các bạn có thể nhìn thấy này hai bên đầu của túi ni lông đều có tem dán niêm phong từ nhà sản xuất nhé mặt đằng trước của hộp thì chúng ta sẽ nhìn thấy biểu tượng logo của tập đoàn Samsung này cũng như là sản phẩm đã được chứng nhận ISO 9001 2008. Trong lượng của một hộp to ở đây sẽ gồm có 5 lọ và mỗi lọ là 50 g Các bạn có thể check mã QR ở phía bên trái của hộp sản phẩm. À, phía mặt đằng sau thì chúng ta có thể check bằng mã vạch và bạn sẽ nhìn thấy ngày sản xuất cũng như hạn sử dụng ở phía bên trái của sản phẩm à, cũng như là các thành phần thì ở giữa. Sản phẩm này hoàn toàn không có đường nên là những người bị tiểu đường hoàn toàn có thể uống được và nó còn điều trị hỗ trợ cho mình rất là nhiều. Bây giờ chúng ta sẽ cùng mở hộp ra nhé. Vâng, bên trong thì chúng ta sẽ có tổng là 5 hộp nhỏ và chúng ta sẽ có một cái hộp nữa ở phía bên cạnh. Hôm nay có tác dụng gì ạ? nó chính là một hộp đựng thìa và chúng ta sẽ dùng cái thìa này để chúng ta múc uh, cao linh chi đông trùng hạ thảo. Cậu hoa sẽ bóc ra cho các bạn xem, các bạn có thể nhìn thấy bên ngoài của hộp như thế nào thì bên trong uh, sản phẩm của chúng ta cũng sẽ có màu sắc và hình dáng giống y hệt như thế. Các bạn cũng sẽ nhìn thấy mặt bên cạnh là những thông số về thành phần cũng như là cách hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Hàn Quốc chúng ta sẽ cùng bóp ra nào vâng à, đây chính là lọ cao linh chi đông trùng hạ thảo potion của chúng ta mỗi một lọ 50g thì sẽ như thế này và chúng ta sẽ dùng như thế nào ạ Ngày thì chúng ta sẽ dùng uh, từ 2 đến 3 lần, mỗi lần thì chúng ta dùng một hoặc hai thìa này pha để vào nước ấm và ngoáy đều cho tan. Chúng ta nên sử dụng trước bữa ăn tầm 10 phút. Sau khi uh, uống cao linh chi đông trùng hạ thảo Potion được 10 phút thì chúng ta nên ăn nhẹ hoặc ăn gì đó Sản phẩm này không dùng cho phụ nữ đang mang thai hoặc là phụ nữ đang cho con bú và đặc biệt là không dùng cho trẻ em dưới 15 tuổi. Sau khi các bạn sử dụng xong thì các bạn nên bảo quản ở nơi khô ráo thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp từ mặt trời. Vâng vậy là Ngọc Hoa vừa mới giới thiệu cho các bạn nghe toàn bộ công dụng cũng như là cách hướng dẫn sử dụng cao linh chi đông trùng hạ thảo chỉ với một hộp con này thôi nhưng nó lại có tác dụng rất là đáng ngạc nhiên cho sức khỏe của chúng ta. À, với phương châm của chúng tôi chất lượng là uy tín nên Cora Shop 24 giờ luôn luôn chọn ra những sản phẩm chất lượng nhất từ những nhà cung cấp uy tín nhất tại đất nước Hàn Quốc để mang tới tay người tiêu dùng Việt Nam nhằm đảm bảo là bảo vệ cũng như cải thiện sức khỏe của bạn hay chính người thân trong gia đình bạn. Điều đó đã tạo nên uy tín của Cora Shop 24 giờ trên thị trường Việt Nam suốt 8 năm vừa qua. Và với uy tín của mình thì siêu thị Hàn Quốc Cora Shop 24 giờ luôn luôn có những chính sách cũng như cam kết đồng hành cùng với cả các bạn. Điều thứ nhất là các bạn sẽ nhận được hàng nhanh chóng khi các bạn đặt hàng tại Cora Shop 24 giờ. Nếu như bạn đang ở nội thành Hà Nội, bạn sẽ nhận được hàng trong vòng 24 giờ, tức là một ngày làm việc kể từ lúc bạn đặt hàng. Nếu như bạn đang ở ngoại thành Hà Nội, bạn sẽ nhận được hàng trong vòng từ 2 đến 4 ngày kể từ ngày bạn đặt hàng. Vâng, và ngoài ra thì tại siêu thị Hàn Quốc Cora Shop 24 giờ luôn luôn có một đội ngũ chuyên viên tư vấn tận tâm tận tình. Chúng tôi không chỉ đơn thuần tư vấn cho các bạn về sản phẩm cao linh chi đông trùng hạ thảo potion mà còn tư vấn cho các bạn cả về chế độ dinh dưỡng, ăn uống cũng như tập luyện như thế nào để phù hợp với sức khỏe và công việc hiện tại của bạn. Điều thứ ba đấy là khi các bạn đặt hàng tại Cora Shop 24 giờ, lúc bạn nhận được hàng, bạn hoàn toàn được phép kiểm tra hàng rồi mới phải thanh toán tiền. Vâng, và điều quan trọng nhất đấy là Cora Shop 24 giờ luôn luôn cam kết với khách hàng. Đấy là trong vòng 7 ngày kể từ khi bạn nhận được hàng, nếu như bạn bóc sản phẩm ra sử dụng và bạn phát hiện ra rằng sản phẩm mình nhận được không đúng với những gì video mà Ngọc Hoa đang nói thì bạn hoàn toàn được phép đổi trả hàng cũng như bồi thường ngay lập tức. Ngọc Hoa xin nhắc lại đấy là trong vòng 7 ngày kể từ khi bạn nhận được hàng, nếu bạn bóc sản phẩm ra sử dụng và bạn phát hiện ra hàng của mình nhận được không đúng với những gì video mà Ngọc Hoa đang nói thì bạn hoàn toàn được phép đổi trả hàng cũng như là bồi thường ngay lập tức. Vâng với đó là tất cả những cam kết cũng như chính sách của siêu thị Hàn Quốc Cora Shop 24h luôn luôn đồng hành cùng với khách hàng của mình Vậy làm thế nào để các bạn có thể đặt được hàng tại siêu thị Hàn Quốc Cora Shop 24h để sở hữu trong tay mình một sản phẩm cao linh chi đông trùng hạ thảo Potion rất ý nghĩa cho sức khỏe của mình hay người thân của gia đình bạn thì ngọc hoa sẽ giới thiệu với các bạn ba cách đơn giản sau cách thứ nhất các bạn hãy gọi điện ngay theo số hotline 0979 149 256 ngọc hoa sẽ tư vấn cho các bạn nghe toàn bộ về cao linh chi đông trùng hạ thảo Potion cũng như là về chế độ dinh dưỡng tập luyện À, sinh hoạt thế nào để phù hợp nhất với sức khỏe của bạn hay là với công việc mà bạn đang làm hiện tại cách thứ hai bạn hãy kéo xuống phần mô tả phía dưới video này ngọc hoa có đặt một đường link tại video ấn vào đường link đó bạn sẽ truy cập được ngay vào website corasop 24 giờ com ở đó bạn có thể đặt mua hàng ngay lập tức và nhanh chóng cách thứ ba là các bạn hãy trực tiếp qua ngay siêu thị Hàn Quốc Cora Shop 24 giờ tại Hà Nội. Khi bác các bạn qua ngay trực tiếp siêu thị Hàn Quốc Cora Shop 24 giờ của chúng tôi thì các bạn sẽ nhận được rất nhiều phần quà cũng như là các chương trình ưu đãi đặc biệt khác. Vâng, vậy là chỉ với ba cách đơn giản vậy thôi là các bạn đã sở hữu trong tay mình dòng sản phẩm cao linh chi đông trùng hạ thảo rất ý nghĩa cho sức khỏe của bạn cũng chính như là người thân trong gia đình bạn. Ngọc Hoa xin cảm ơn bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại bạn ở video sau. Ngọc Hoa xin kính chúc bạn cùng với toàn thể gia đình có thật nhiều sức khỏe và cuộc sống bình an. Để tìm hiểu thêm về các sản phẩm tốt cho sức khỏe khác tại siêu thị Hàn Quốc của La Shop 24 h các bạn hãy kích vào các video phía bên phải của Ngọc Hoa. Nhớ đừng quên ấn vào nút đăng ký kèm theo quả chuông nhỏ phía dưới để nhận được những thông báo mới nhất từ siêu thị Hàn Quốc của La Shop 24 h Cảm ơn các bạn đã đăng ký kênh của Shop 24 h